Một thiết kế áo dài dạ hội mới nhất sang trọng dành cho các mẹ xui hay là các chị mình có đi tiệc tùng sự kiện ha. Mẫu em đang mặc trên người là D20141. Em đang lên cho các chị mình là gam màu đỏ cam, một cái tông màu khá là tươi tắn. Và những chị nào mình cần một cái bộ áo dài vừa tôn dáng vừa nổi bật thì tham khảo liền trên mẫu này nha. Thiết kế cho mình là nền vải lụa tầm ý mềm mịn mát, hai tà áo và bên trong sẽ có dáng váy A che phần khuyết điểm bụng dưới rất là tốt luôn. Và đặc biệt là với thiết kế eo cao thì sẽ giúp cho các chị mình thon gọn vòng hai, tôn được cái dáng người của mình hơn. Mẫu này thì bên em sẽ sử dụng cho các chị toàn bộ là cườm và đá pha lê cao cấp xen kẽ với lại những cái hạt ngọc trai được thợ làm thủ công bằng tay rất là tỉ mỉ cho mình luôn. Ở phần cổ áo thì em lên cho các chị mình là dáng cổ tim kết hợp là phối lưới nè, tạo cảm giác trẻ trung và điểm nhấn thêm cho mình những cái hạt cườm rất là sáng luôn ạ. Bộ này em sẽ có đầy đủ cho mình là 6 tông màu. Bên em đang có chương trình khuyến mãi, các chị mình để lại số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn nha.